Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế KTM 1290 Super Adventure S 2022 tại Đại Liên Việt Nam với mức giá bán từ 826 triệu đồng. Cái phiên bản KTM 1290 Super Adventure S 2022 vừa được ra mắt toàn cầu đầu tiên vào cái tháng 1 năm 2022. Nhưng mới đây cho một cái sự kiện khai trương cái showroom KTM và Husqvarna S Sài Gòn, cái mẫu xe này đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với mức giá bán đề xuất là 826 triệu đồng. KTM 1290 Super Adventure S 2022 được xem là một sản phẩm rất tự hào của thương hiệu nước Áo kể từ khi em ấy ra mắt vào cuối năm 2021. Cái dòng xe mới này sẽ cho mình thiết kế tốt hơn, thiết bị điện tử hiện đại hơn, bao gồm bổ sung thêm hệ thống radar. Cái sự phân bổ trọng lượng đã được tối ưu hóa đi cùng với hệ thống treo độc bán chế động thời mới nhất. Với những nâng cấp lần này giúp cho cái chiếc KTM 1290 Super Adventure S 2022 nắm giữ một vị trí dẫn đầu trong một cái phân khúc là Adventure với cái sự cạnh tranh khốc liệt đến từ cái chiếc Ducati Montezuma V4 2022. Với cái tư thế người lái trên cái chiếc 1290 Super Adventure S 2022, và đây đã được cải thiện rất nhiều với phần yên mới có chiều cao là 849mm. Cái con số này thấp hơn là 11m nếu so với cái phiên bản cũ. Bình xăng mới với dung tích 23 lít cùng với một hệ thống khởi động không cần chìa khóa để mở tạo thêm một cái diện mạo mới mẻ hơn cho cái chiếc 1290 Super Adventure S 2022. Ngoài ra cái bằng cấp sao dài hơn với nhiều chi tiết được gia cố góp phần mang lại cái cảm giác ổn định khi chúng ta tăng tốc. 1290 Super Adventure S 2022 giới thiệu một hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng làm tiêu chuẩn cho cái cuối năm 2021. Nó được phát triển với hợp tác đến từ Bosch. Hệ thống dựa trên radar gắn ngay phía trước tự động điều chỉnh khoảng cách an toàn với cái phương tiện giao thông phía trước theo 5 cấp độ và có thể truy cập thông qua những cái nút điều khiển trên tay lái đã được thiết kế lại. Cái mẫu xe mới được trang bị màn hình TFT 7 inch. Nó được thiết kế với khả năng kết nối với điện thoại thông minh, cung cấp hệ thống đồ họa thông tin hấp dẫn để hiện rõ ràng hơn các thành phần khác nhau của con xe. Màn hình được đặt lên đỉnh cái hộp dựng cái găng tay và đã được thiết kế lại bao gồm thêm cái cổng sạc USB. KTM 1290 Super Adventure S 2022 có các chế độ gồm Grand, Drift, Sport và Off-Road và một chế độ Rally có thể được cài đặt dưới dạng tùy chọn. Theo như tiêu chuẩn thì KTM 1290 Super Adventure S 2022 nó cũng được trang bị cho mình cái kiểm soát kéo Traction Control, chế độ ABS Off-Road, kiểm soát hành trình Cruise Control, khởi động không cần chìa khóa, giám sát áp suất lốp và kết nối với Mirai. Hệ thống bán chủ động trên chiếc xe hôm nay đến từ WB ABS Semi Active thời mới nhất. Nó lấy tín hiệu từ cái cảm biến là 60 EMU, bao gồm các chế độ cơ bản là Comfort, Drift và Sport. Trong đó chế độ Off-Road và Auto là tùy chọn bổ sung cho cái chiếc 1290 Super Adventure S. Nói về trái tim của KTM 1290 Super Adventure S 2022 là có động cơ LC8V V-Twin 1301cc. Chiếc xe được sửa đổi và đáp ứng được cái tiêu chuẩn Euro 5, tạo ra cái công suất là 160 mã lực đi cùng chiếc mô men xoắn là 138 Nm. Nhờ vào những piston mới, hệ thống làm mát giảm nhiệt kép vừa được cải tiến và nhiều nâng cấp khác nữa đã khiến động cơ này giảm là 1,6kg so với cái mẫu cũ. Hiện tại thì KTM 1290 Super Adventure S 2022 được giới thiệu Việt Nam với mức giá bán từ 826 triệu đồng. Sẽ đủ để cạnh tranh trực tiếp với các dòng như là BMW R1250CS hay Ducati Montezuma V4S 2021 hay là phiên bản Harley Davidson Spend America và một cái phiên bản vừa mới ra mắt nữa là Jerm Tiger 1200-2022 vừa cập cảng Việt Nam. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy để tiếp nhớ like, share, subscribe.